Xin chào các bạn đang theo dõi Vì Sao Thế, kênh chia sẻ với các bạn những kiến thức thú vị, giải đáp những câu hỏi vì sao liên quan đến cuộc sống muôn màu của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, tuyệt vời và choáng ngợp là những thán từ mà nhiều người phải thốt lên khi được trải nghiệm bay trên khinh khí cầu. Có thể nói, bay khinh khí cầu là một trải nghiệm mạo hiểm nhưng cũng rất đáng để thử. Các bạn hãy thử tưởng tượng mà xem, được lơ lửng trên không trung trong một chiếc giỏ mây cũng giống như việc bạn đang phiêu lưu trong thế giới cổ tích vậy. Vậy có bao giờ bạn thắc mắc là những chiếc giỏ mây cùng với chiếc vỏ vải dù kia làm sao lại giúp khinh khí cầu bay lên được không? Mà cho dù là các bạn không thắc mắc thì nhân tiện nhìn thấy video của chúng mình thì hãy thử tìm hiểu xem nhé. Thời gian để tiếp nhận thêm một kiến thức sẽ không bao giờ lãng phí đâu ạ. Hãy bắt đầu đi khám phá chiếc khinh khí cầu xinh đẹp cùng Vì Sao Thế kiến thức thú vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói khinh khí cầu là đại diện cho khả năng vận dụng tài tình những nguyên lý khoa học cơ bản. Điều này cho phép những quả bóng khổng lồ có thể bay lên trên không trung mà vẫn di chuyển được theo ý muốn. Vậy nguyên lý nào đã được sử dụng ở đây? Câu trả lời đó là nguyên lý khí nóng nhẹ hơn và bay cao hơn so với khí lạnh. Cụ thể thì các khinh khí cầu được đốt lửa là những quả cầu chứa khí nóng. Chúng bay lên được là do khí nóng trong đó nhẹ hơn rất nhiều với không khí ngoài khí quyển. Sở dĩ có điều này là do nhiệt độ có thể ảnh hưởng tới khối lượng riêng của vật chất, theo đó thì khối lượng riêng của không khí nóng và không khí lạnh có sự chênh lệch. Trước tiên, cần làm rõ một chút, khối lượng riêng đó là đại lượng đặc trưng cho đặc tính liên quan tới mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất nào đó. Đại lượng này được xác định bằng công thức D bằng M trên V, trong đó D là khối lượng riêng, M là khối lượng của vật chất và V là thể tích của vật. Hiểu một cách đơn giản, khối lượng riêng chính là số mét khối bị chiếm bởi 1 kg vật chất. Trở lại với sự chênh lệch khối lượng riêng trong khí nóng và khí lạnh. Khi khinh khí cầu ở trên mặt đất, không khí bên trong và ngoài quả cầu có cùng nhiệt độ và khối lượng riêng. Trong đó thì 1 mét khối không khí ngoài khí quyển nặng trung bình khoảng 92 gram. Tuy nhiên, khi người ta châm lửa bệ đốt bên dưới khinh khí cầu, không khí bên trong quả cầu sẽ bắt đầu nóng lên, các phân tử trong đó sẽ di chuyển nhanh hơn và lan rộng ra khiến chúng chiếm nhiều không gian hơn. Người ta ghi nhận khi mà khối không khí bên trong quả cầu đạt 37 độ thì khối lượng riêng của nó chỉ còn khoảng 22 gram trên mét khối. Bên cạnh nguyên lý khối lượng riêng càng ít thì vật thể càng nhẹ, khinh khí cầu có thể bay được là nhờ lực đẩy Archimedes. Cụ thể, khi mà không khí bên trong quả cầu càng nóng thì thể tích của nó lại càng tăng lên. Quá trình giãn nở này đã làm tăng lực đẩy giúp khinh khí cầu có thể bay lên dễ dàng, thậm chí là bay rất cao lên tới 15 km. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khiến cho khinh khí cầu có thể dễ bay lên, đó là phần bóng của khinh khí cầu thường được làm bằng chất liệu ni lông gia cố bằng vải may sẵn. Đây là vật liệu hoàn hảo cho khinh khí cầu bởi nó vừa chắc chắn lại vừa có trọng lượng nhẹ và không dễ bị nung chảy như những vật liệu khác khi mà tiếp xúc với nhiệt độ cao. Còn về quá trình làm nóng không khí bên trong khinh khí cầu thì như sau. Có một bệ đốt được đặt ở bên dưới của quả bóng. Bệ đốt này sử dụng nhiên liệu là khí propan với công thức hóa học là C3H8. Khí này được lưu giữ bằng dạng lỏng nén ở bên trong những xi lanh đặt trong giỏ khí cầu. Khi mà phi công đốt lửa, ngọn lửa sẽ làm nóng không khí bên trong quả bóng. Quả bóng bắt đầu phình to lên kéo theo chiếc giỏ và mọi người bên trong sẽ bay lên. Vâng, thưa quý vị, đó chính là lý do khiến khinh khí cầu có thể bay lên được. Vậy thì câu hỏi tiếp theo được đặt ra đó là có thể điều khiển khinh khí cầu theo ý muốn của mình hay không? Hãy tiếp tục theo dõi video để biết thêm kiến thức thú vị này nhé! Cũng giống như máy bay, khinh khí cầu cũng được điều khiển bởi phi công. Công việc này cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng nhưng mà nhìn chung cũng khá đơn giản. Đầu tiên, để nâng được khinh khí cầu lên, phi công sẽ xoay một núm điều khiển để mở van chứa propan, khiến cho dòng khí này tăng lên và ngọn lửa cũng sẽ lớn lên. Thao tác này khá giống khi mà chúng ta bật bếp ga. Có nhiều khinh khí cầu còn có bộ điều khiển mở van propan thứ hai. Van này dẫn propan qua một ống dẫn trong những cuộn dây làm nóng. Nó sẽ cho phép phi công đốt cháy propan lỏng thay vì ở dạng khí, tạo ra một ngọn lửa yếu hơn nhưng mà êm hơn rất nhiều so với việc đốt khí. Ngoài ra thì khinh khí cầu còn có một sợi dây để mở van dù phía trên quả bóng. Khi mà phi công kéo sợi dây, không khí nóng thoát ra khỏi vỏ bọc, làm giảm nhiệt độ không khí nóng bên trong, giúp cho khinh khí cầu bay chậm lại. Nếu mà họ mở quá lâu thì khinh khí cầu sẽ hạ độ cao.
Về cơ bản, đây là những điều khiển duy nhất trên một khinh khí cầu. Có thể thấy là phi công chỉ có thể điều khiển khinh khí cầu lên xuống nhanh chậm. Vậy thì làm thế nào để họ có thể đưa chính xác khinh khí cầu từ nơi này sang nơi khác? Theo tìm hiểu thì trong không khí có rất nhiều luồng gió hỗn tạp thổi theo những hướng khác nhau ở mỗi độ cao khác nhau. Để di chuyển theo một hướng cụ thể, phi công phải điều chỉnh khí cầu lên và xuống tới mức thích hợp và lựa theo hướng gió để tiến về phía mình cần đến. Tuy nhiên trên thực tế thì ngay cả phi công kinh nghiệm nhất cũng không thể kiểm soát hoàn toàn đường bay của khinh khí cầu. Thông thường, điều kiện gió cung cấp cho phi công là rất ít sự lựa chọn và họ không thể thực sự lái khinh khí cầu theo một lộ trình chính xác. Việc lái khinh khí cầu phần lớn tùy cơ ứng biến và phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Đó là lý do mà một số khinh khí cầu ở những khu du lịch thường có sợi dây thừng cột nối đất để tránh việc khinh khí cầu bay quá xa khỏi khu vực mà chúng hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói cho tới hiện tại, khinh khí cầu, phương tiện biết bay đầu tiên của nhân loại đã có lịch sử phát triển 200 năm. Trải qua rất nhiều đổi mới, thử nghiệm, khinh khí cầu dần dần trở nên an toàn và có những hình dáng đầy sáng tạo. Các tour du lịch khinh khí cầu theo đó dần trở thành những hoạt động kinh doanh trị giá hàng triệu USD. Cùng với đó là những cuộc đua khinh khí cầu cùng những sự kiện thú vị thu hút rất đông khán giả và người tham gia. Và ngay bây giờ, chúng tôi sẽ kể câu chuyện về sự ra đời của khinh khí cầu. Chắc quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về điều này rồi. Vâng, thưa quý vị, hai anh em nhà Montgolfier được biết đến là cha đẻ của loại phương tiện biết bay này. Anh em nhà Montgolfier sinh trưởng tại thị trấn Nanonay thuộc vùng Rhône-Alpes phía đông nam của nước Pháp. Người anh là Geoffroy Michel Montgolfier, sinh năm 1740, mất năm 1810, vốn say mê khoa học, yêu thích toán học cùng những phát minh sáng chế. Còn người em là Jacques Antoine Montgolfier, sinh năm 1745, mất năm 1799, từng theo học ở Paris, sau làm công tác thiết kế và tham gia xây dựng những ngôi nhà có kiến trúc phức tạp. Cả hai anh em đã có chung một ước mơ, cũng là điều mà thế hệ trước đó từng mong mỏi, đó là làm thế nào để con người có thể bay được như loài chim. Trong một ngày mùa đông giá rét năm 1772, Geoffroy và Antoine vừa ngồi sưởi ấm vừa trò chuyện vui vẻ. Trong khi chăm chú nhìn ngọn lửa cháy trong lò sưởi cùng với luồng khí nóng liên tục bốc lên cao, thì Antoine bỗng kêu lên: "Anh có thấy lạ không? Tại sao khi lửa cháy thì khói lại chỉ bay lên mà không hạ xuống đất?" Nghe em trai nói vậy, Geoffroy liền quan sát kỹ rồi trả lời: "Có thể khi ngọn lửa cháy làm không khí lẫn khói ở bên trên trở nên nhẹ hơn nên nó bay lên cao." Đáng chú ý là vào năm 1765, nhà khoa học người Anh là Henry Cavendish đã tìm ra khí hydro, nguyên tố nhẹ nhất tồn tại ở thể khí và có ở sự cháy, nên suy luận của Geoffroy lúc đó là hoàn toàn có cơ sở. Antoine lúc này nghĩ ra một ý tưởng mới mẻ rằng nếu như lấy một chiếc túi và nén khói vào trong đó thì liệu cái túi có bay lên được không? Geoffroy cũng tỏ ra thích thú với ý tưởng này của em trai. Thế rồi hai anh em đã vội vàng đi kiếm những mảnh lụa rồi hì hục cắt khâu khâu thành một cái túi to. Sau đó họ phối hợp dốc ngược miệng túi và đặt lên phía trên ngọn lửa. Chiếc túi chứa đầy không khí nóng lập tức căng phồng như một quả bóng. Hai anh em hì hục khênh chiếc túi ra ngoài trời và cùng buông tay ra, lập tức chiếc túi bay từ từ lên cao. Không nén được sung sướng, Antoine nhảy cẫng lên và reo hò: "Trò chơi hay quá!" Người anh Geoffroy thì nói giọng đầy hứng khởi: "Chúng ta không nên dừng lại ở một trò chơi, hãy tiến tới chế tạo một khí cầu lớn có thể đưa con người bay lên trời." Qua quá trình mệt mỏi chế tạo và được sự ủng hộ của người cha, họ đã tiến hành thí nghiệm với đủ loại khí cầu bằng những chất liệu khác nhau, không ngừng cải tiến hệ thống lò đốt phát khí nóng sao cho hiệu quả nhất. Cuối cùng thì hai anh em nhà Montgolfier đã thành công sau 11 năm nghiên cứu. Ngày 4 tháng 6 năm 1783, Geoffroy cùng với Antoine đã tiến hành biểu diễn trước đông đảo người xem chuyến bay của khí cầu đầu tiên trên thế giới. Cuộc thí nghiệm này được tiến hành dưới sự chứng kiến của nhiều quan chức ở kinh đô Paris. Nhà sử gạo cội là Deschamps đã ghi lại rằng không ai trong số những người có mặt tin rằng thực nghiệm sẽ thành công. Chiếc khí cầu bằng vải có chu vi lớn tới 110m đã bay vút lên cao với con mắt đầy thán phục và tiếng reo hò của những người chứng kiến. Được biết, với lần trình diễn này, hai anh em nhà Montgolfier đã dùng rơm và len đốt bên dưới, tạo thành khói điện từ đẩy quả cầu bốc lên. Sau khi bay được khoảng 2,4 km thì chiếc khí cầu đã hạ cánh an toàn xuống mặt đất. Thành công vang dội khiến anh em nhà Montgolfier được hoàng đế Pháp mời tới thủ đô Paris để biểu diễn.
vào ngày 19 tháng 9 năm 1783, chiếc khinh khí cầu khổng lồ được trang trí lộng lẫy, mang theo hành khách là một chú gà trống, một chú dê và một chú vịt trong giỏ đan bằng cành liễu đã bay lên bầu trời Paris trước sự chứng kiến của nhà vua và những triều thần cùng với dân chúng của thủ đô. Tới ngày 21 tháng 11 năm 1783, khinh khí cầu của anh em nhà Montgolfier đã bay suốt chặng đường dài 10 km trong 26 phút, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc sử dụng khí cầu thám hiểm, giao thông vận tải và dự báo khí tượng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về cha đẻ của chiếc khinh khí cầu đã khép lại nội dung trong số phát sóng ngày hôm nay. Đừng quên nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!